kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý thân mến, tiếp tục là bát đà của các cô gái đến từ thôn chín Cao Nhân. Chúng tôi xin được khép lại chương trình đêm giao lưu văn nghệ. Chúc mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do câu lạc bộ Aerobic An An tổ chức ngày hôm nay. Xin được thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo thôn 2 và sự góp mặt đông đủ của các câu lạc bộ trong và ngoài đơn vị. Một lần nữa xin được gửi tới tất cả các chị em phụ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 một niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và tới đây chúng tôi xin phép được khép lại chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.